Đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai? Kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy Tào Khang chồng vợ Tố Kình Đừng Phai. Thì đây là một cái câu giảng mà chúng ta thấy rõ ràng nó quan trọng đặc biệt đối với người tín đồ Thầy Gia Cư Sĩ chúng ta. Bởi vì đây là một vấn đề nó gắn liền với cái sự nghiệp trong cái tình chồng vợ của người tại Gia Cư Sĩ. Nếu thực hiện đúng là Đức Thầy, chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp đổ vỡ. Dầu nam cũng vậy, dầu nữ cũng vậy. Nếu mà thực hiện đúng là Đức Thầy thì gần như chúng ta lo gì mà không đạt được ở chỗ gọi là chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Còn nếu như câu giảng này chúng ta làm không xong, Tào Khang chồng vợ Bố Kình Đừng Phai chúng ta làm không xong, thì xin thưa rằng cuộc sống vợ chồng sẽ đổ vỡ. Cho nên qua câu giảng này thì chúng tôi nhớ đây là một câu giảng mà Đức Thầy viết ở trong, nhớ không làm là trong sách giảng quyển 3. Đây là cái phần chữ tu. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo. Vậy thì mấy sông tu cầu của giấc tổ tông, với cho bá tánh bớt hồng bớt má hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, vất vương thủy phổ chiều mê phản hồi. Tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lắng hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Mà tới là tu là sửa trọn ân tình, Tào Khang chồng vợ Bố Kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai cứu dân, tức là cứu dân qua khỏi nặng tai buổi này. Mà tới là chữ tu cho khá trễ trầy, phải trao phải sửa ngay thầy giải khuyên. Như vậy thì nguyên một đoạn chữ tu Đức Thầy dạy trong cái nhân đạo, trong cái giáo pháp học tập tu nhân của người tín đồ Tại Gia Cư Sĩ. Thì ở đây tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một câu thôi, Tào Khang chồng vợ Bố Kình Đừng Phai, một câu thôi trong đoạn chữ tu này, để chúng ta thấy cái diệu dụng nhất là trong đạo chồng vợ. Để đạt ở chỗ là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, thì muốn đạt chỗ này thì chúng ta hiểu trước ý câu này. Vậy thì đặc biệt Đức Thầy chúng ta là một vị Phật đồng đạo, chỉ có 7 chữ thôi, Thầy rút hai cái điển tích, nó siêu xuất làm sao vậy đó. Cho nên nói ở đây chúng tôi mới nhớ lại khi Đức Thầy viết cái bài Diệu Pháp Quang Minh đó, thì bài này rất là nhiều điển tích. Sau khi viết xong thì ông Út, ông nói cậu Tư hồi xưa cậu Tư đâu học cao đâu, mà sao giờ này cậu Tư rành điển tích như vậy. Thì Đức Thầy đã có nói Đức Thầy học rất là nhiều rồi, mà Thầy đã xác định là chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm mà Ngài đã dạy trong bài là sứ mạng rồi. Vì vậy cho nên ở đây 7 chữ thôi, 7 chữ trong 612 câu của sấm giảng quyển 3 mà Đức Thầy đã viết rất là rõ về hai cái điển tích. Một là Đức Thầy dạy đàn ông mấy ông thứ hai Đức Thầy dạy mấy bà thì rất rõ. Vậy thì Tào Khang là gì? Tào Khang nói cho đủ là Tào Khang, tức là đọc chạy chữ ra là Tào Khang. Cái chữ Tào nghĩa là tao, có nghĩa là khi người ta mà nấu rượu đó đồng đạo. Còn cái chất hèm đó, tức là cái bã hèm, cái đồ bỏ đó, thì đây gọi là tao. Còn khang là gì? Khang có nghĩa là cái vỏ trấu. Khi mà chúng ta lột cái hộp lúa ra, cái phần gạo, phần cám ra, thì cái vỏ trấu gọi là khang. Vậy thì Tào Khang là ý chỉ cái đồ vỏ, ý chỉ cảnh hàn vi, cái cảnh nghèo khổ. Như vậy thì khi mà nói cái cảnh Tào Khang này thì đây là dạy mấy ông ý Đức Thầy muốn mấy ông phải học theo cái gương của Thượng Thư Tống Hoằng Bởi vì sở dĩ có vấn đề này nó xuất phát từ cái thời của Thượng Thư Tống Hoằng, vào cái thời gọi là cái thời Hậu Hán đồng đạo tôi nhớ không lầm, tức là vào cái thời của vua Quang Vũ tức là vua Quang Võ đó. Vậy thì lúc bây giờ vua Quang Võ có một người chị gái là Hồ Vương Vượng Chúa, đã quá chồng từ lâu rồi. Vua Quang Võ nhìn đi nhìn lại trong triều đình của mình, duy nhất có Thượng Thư Tống Hoằng là một cái người quân tử đáng để cho chị mình gửi gắm cái tấm thân. Nhưng ngặt vào nỗi thì lúc bây giờ phải nói rõ, vào cái thời phong kiến, trai năm thê bế thiếp là chuyện bình thường. Nhưng ngặt một nỗi là ông Thượng Thư Tống Hoằng, ông này ông rất là trung thủy với vợ. Được biết là vợ ông mù, nhưng ông không bao giờ lập thêm thê thiếp, mà hàng ngày sau khi đi chầu vua về thì ngày nào cũng tự tay ông đút cơm cho vợ ông hết. Tức là phụ với vợ trong vấn đề giặt vũ này kia, là không để gia nhân làm, tại vì quá thương vợ rồi, ông thương vợ lắm. Vì vậy cho nên với một cái tinh thần tấm lòng thương vợ như vậy, cho nên lúc bây giờ vua Quang Vũ cũng ngại, tức là muốn kêu Thượng Thư Tống Hoằng lập thiếp để mình gả chị mình là Hồ Dương Quận Chúa cho, mà còn ngại lắm. Vì vậy cho nên ông mới bày một cuộc yến tiệc. Thì khi có yến tiệc sai rồi thì ông mới dùng cái lời từ ngữ để ông ướm thử. Người xưa người ta khéo đồng đạo trước khi muốn nói ta thử trước
Vì cho nên khi ngà ngà sai rồi thì lúc bây giờ vua Quang Vũ mới mới nói Thượng Thư Tam Hoàng thế này: Ngạn văn phú dịch giao quế dịch thê hữu chư. Có nghĩa là ngạn ngữ đó, ngạn ngữ có câu là giàu đổi vợ, sang đổi bạn, có chăng, hữu chư là có chăng. Thì lúc bây giờ buộc miệng Tống Hoàng tâu liền: Thằng văn Tào Khang chi thê bất khả hạ đàn, bằng tiện chi giao mạc khả dông. Vậy thì cái câu mà bằng tiện chi giao mạc khả dông xuất phát từ điển này là đồng đạo à? Có nghĩa là thần tâu, thần văn là thần tâu, Tào Khang chi thê bất khả hạ đàn. Tào Khang chi thê ý nói vợ chồng nghèo khổ, từ cái lúc mà còn ở tấm cám lúc mới cưới nghèo khổ vậy đó. Bất khả hạ đàn là không nên đó là chà đạp, cũng không nên phụ đãi, cũng không nên hạ thấp, cũng không nên hạ thấp cái người vợ của mình. Ý muốn nói Tào Khang chi thê bất khả hạ đàn là vợ chồng quen nhau cưới nhau lúc hàng duy đó, thì hôm nay giàu có nên danh nên phận rồi thì chúng ta không nên phụ đãi, mà phải luôn luôn nhớ đến lúc giây phút khổ đó. Rồi là bằng tiện chi giao mặt khá dông, bè bạn mà quen nhau lúc hàng duy rồi đó, thì hôm nay giàu có không nên quên, cũng không nên phụ. Vì vậy cho nên khi mà vua Quang Vũ mà hiểu được cái tâm trạng của, cái tâm ý của Thượng Thư Tống Hoàng rồi, thì ông gần như là kín miệng luôn. Lúc bây giờ ông thấy ông phục rồi, phải nói đây là một quần thần, là phải nói rõ là trung thủy với vợ một cách nói là cực kỳ đáng nể, và từ đó không dám mở miệng là đòi gả chị mình cho Thượng Thư Tống Hoàng. Vì vậy cho nên hiện nay, hôm nay qua là có thể dạy qua cái thuyết về cái điển tích về Tào Khang, về Thượng Thư Tống Hoàng này, thì xin thưa rằng các ông đàn ông phải nhớ, nhất là chúng ta khi có vợ rồi, khi mình cưới vợ rồi lúc hàng nguyên sao, thì khi chúng ta giàu có chúng ta già cũng thương vậy, chứ không phải lúc cưới vợ lúc nghèo thì khác. Giờ này chúng ta lên danh phận, là lên bạc tỷ, lên tỷ phú rồi, rồi mình lại chịu muốn kiếm thêm, muốn tìm thêm em chân dài, rồi muốn thêm tức là gần như là muốn món ngon vậy đó, thì xin thưa rằng những cái này là trái người tu. Người đời người ta làm được, còn hôm nay người tu chúng ta trong cái giáo thuyết học Phật tu nhân của người tại gia cư sĩ, thì đây là một vấn đề mà riêng người đàn ông phải hiểu được vấn đề này. Dầu hôm nay chúng ta có giàu có cỡ nào, dầu vợ mình có xấu xí cỡ nào, dầu vợ mình có bệnh tật cỡ nào, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng một ngày là vợ thì suốt đời là vợ. Mình phải cố gắng giữ gìn sắc son một cái tấm lòng chung thủy như vậy, đúng với câu mà thầy dạy là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Thì đó là cái thứ nhất mà thầy muốn nhắc nhở Tào Khang là vợ chồng ông đàn ông. Rồi cái tích thứ hai là Tào Khang chồng vợ rồi bố kình đừng phai. Như vậy thì đến cái từ bố kình gọi là quần bố kinh thoa. Thì cái tích này muốn dạy cho mấy cô nữ, tức là mấy bà đàn bà. Như vậy thì theo truyện tích cho biết rằng đó, thì ngày xưa có một vị học sĩ này tên là Lương Hồng, là một cái người rất là nghèo nhưng lại rất là hiếu học, rất là trọng cái chữ tín, rất là đạo đức. Vì vậy cho nên những cái người dân trong làng đó ai cũng thấy là Lương Hồng người ta rất là thương, ai cũng muốn gả con gái cho Lương Hồng hết, bởi vì nghèo nhưng người phải nói rõ là hết sức là nhân đức. Thì lúc bây giờ ở một cái gia đình của Mạnh Bá Hộ, chứ một gia đình Mạnh Bá Hộ có một cái cô gái Mạnh Tiểu Thư đến tuổi cặp kê rồi, đang kiếm chồng. Thì lúc bây giờ Mạnh gia thì dòm thấy Lương Hồng là cái người hết sức là phải nói rõ là tuổi trẻ, học giỏi, thông minh, lại là người quá đạo đức vào đàn nghèo. Vì vậy cho nên mới kêu Lương Hồng lại gả Mạnh Tiểu Thơ cho Lương Hồng. Thì lúc bây giờ Mạnh Tiểu Thơ cũng lấy làm hết sức là hân hoan, bởi vì mình gặp một cái tấm chồng rất là hiền, cho nên để cho chồng mình được yêu thương mình nhiều hơn. Vì vậy cho nên khi mà cái đến cái ngày cưới thì cô trang tức là trang điểm lộng lẫy, nào là châm cài lược dắt, nào là phải nói rõ là vàng ngọc châu báu, bởi vốn dĩ là con cái nhà quyền quý, một vị bá hộ rất là giàu trong lòng, giàu có trong làng lúc bây giờ, để cho tạo thêm một cái vẻ đẹp để chồng mình thương nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ sau khi lễ cưới rồi thì Lương Hồng không chịu làm cái lễ gọi là hợp cẩn giao bôi. Nó lạ vậy đó, không làm cái lễ hợp cẩn giao bôi. Chẳng những là ngày đó mà kéo dài khoảng 7 ngày sau thì Lương Hồng không ngó ngàng người ta vợ cả, tức là không có một cái buổi lễ hợp cẩn giao bôi. Thì lúc bây giờ Mạnh Tiểu Thơ, còn gọi là Mạnh Quang, thì hiểu với chồng mình là chồng mình nó khác với người ta đó. Chồng mình không có chịu cái sức mà lè lẹt trang điểm lộng lẫy vậy, cho nên cô mới tự tháo hết trăm cài lược dắt, tháo hết những cái xiêm y lộng lẫy của một cái tiểu thơ quyền quý, mà cô mặc vào những cái bộ đồ bình dân gọi là quần bố,
Đó, tức là những bộ đồ bình dân, và lúc bây giờ trăm cài lược giáp tháo chúng hết, và chỉ cài lên đầu gọi là một cái gọi là kinh tho đó, tức là một cái cây trâm mà bằng tre, cái trâm bằng tre đó, lấy cái cây tre đó và dài một chút cái cài lên đầu đó, là trâm tre đó. Và lột hết các trang sức ra. Thì lúc bây giờ khi mà Lương Hồng thấy Mạnh Tiểu Thơ vợ mình làm vậy là biết rồi, vì là vợ mình hiểu mình, cho nên lúc bây giờ mới tiến hành cái cuộc gọi là tức là hiệp mặt với nhau để uống cái cuộc gọi là giao bo với nhau và chung sống và hạnh phúc. Và đặc biệt theo truyện sách kể rằng dầu rằng là Mạnh Tiểu Thơ là người giàu có, nhưng mà khi chung sống với Giang Hồng thì cô rất là giữ lễ, gọi là án cử tề mi đó. Mỗi khi mà cô dâng cho đồ ăn cho chồng đó thì cô không, cô lúc nào cũng đưa cao lên tới là ngang cái trán nè, tức là khòm xuống đưa cao lên trán này nè, để tỏ một cái sự phải nói rõ là người vợ hết sức là kính nể chồng, gọi là án cử tề mi. Thì đó là cái mẫu chuyện mà chúng ta thấy rõ vào thời xưa là gì. Như vậy thì hôm nay ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta ở cái tích là tức là bố kình như thế này, tức là quần bố kinh tho nè. Thì với cái tích này Đức Thầy muốn nói nhắc mấy người phụ nữ đó, nhắc mấy bà đó, thì cái quan trọng là hôm nay khi về làm dâu rồi, cái quan trọng là mấy bà phải biết được cái tánh của chồng của mình. Bởi vì dầu rằng mình giàu có, mình xinh đẹp, mà mình không hiểu được chồng mình không chiều chồng mình thì không hạnh phúc. Cái người đàn ông người ta cần nhất là cần người vợ hiểu người ta. Cái người đàn ông người ta cần nhất là cần hạnh phúc quý vị à, cần cái sự hiểu với nhau để ứng xử với nhau, hòa với nhau, chứ không phải mình ý mình đẹp, ý mình giàu rồi mình bộc phát những cái thái độ chảnh chẹ vậy đó, ỷ lợi đó. Thì xin thưa rằng đấy là những cái dấu hiệu mất hạnh phúc mà ngày nay xã hội ngày nay ly dị rất nhiều là vấn đề này. Vì vậy cho nên ở ngoài người ta làm sao cũng được, còn trong đạo mình thì nhất là chúng ta có con cái, nhất là con gái, thì mình phải dạy dỗ con gái mình khi ở nhà sao, khi có chồng thì cái quan trọng phải chiều chồng, gọi là xuất gia tùng phu đó, xuất gia tùng phụ, xuất gia tùng phu. Vậy thì khi mà có chồng, cái quan trọng phải chiều chồng, dầu chồng mình có hư, chồng mình có dốt hơn mình, chồng mình có nghèo khổ, chồng mình có khờ khạo, nhưng đó là chồng mình, thì cái lễ đầu tiên nhất là chúng ta phải kính trọng chồng, hiểu chiều chồng. Rồi sau đó ví dụ như muốn khuyên dạy chồng thì phải dùng những cái lời ngon tiếng ngọt để dìu dắt chồng, chứ không phải nạt ngang nạt ngửa, ỷ làm mình khôn khéo rồi mình nó coi chồng mình như cỏ rác, thì đây là một sự đổ vỡ trong tình chồng vợ không hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy Đức Thầy mình là một vị Phật hết sức là khoa học. Khi mà tôi nghiên cứu điển tích này, tôi thật sự là tôi lại thầy quý vị, tôi lại thầy biết bao nhiêu mà nói. Lại là gì? Đức Thầy chúng ta hết sức là người sành về tâm lý. Nếu mà ai cũng thực hiện được, đàn ông mà thực hiện được như Thượng Thư Tống Hoàng, người nữ cũng thực hiện được như là Mạnh Tiểu Thơ, Mạnh Quang rồi, thì đồng đạo thấy rồi, hạnh phúc biết chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào. Đức Thầy chúng ta rất là sành về tâm lý, là một vị Phật khoa học. Cho nên mong rằng trong cộng đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là những người tại gia cư sĩ, những người có vợ có chồng, thì chúng ta phải học theo cái điển tích này, học theo cái gương hạnh này, là chồng vợ thì phải nhớ giùm tôi bố kình và Tào Khang và bố kình. Hai cái này không phải, chồng thì phải như thế nào, vợ phải như thế nào. Chồng thì dứt phát chỉ biết một vợ thôi, giàu nghèo, giàu giàu, giàu đẹp, giàu xấu, khi cha mẹ cầm chầu cầm cao cưới rồi thì người đó là vợ của mình, thì suốt đời đó là vợ của mình. Còn phụ nữ cũng vậy, khi mà cha mẹ cầm chầu cầm cao, khi cha mẹ mình mà gả mình cho người khác đàn ông đó rồi, thì đàn ông đó dù nghèo cỡ nào, dù xấu xí cỡ nào, thì đàn ông nó cũng là chồng của mình. Cái quan trọng khi về làm vợ, mình phải hiểu chồng mình, hiểu để làm gì, hiểu để chiều chồng, và phải luôn luôn tôn trọng, kính trọng chồng của mình và bên chồng của mình. Thì tôi tin chắc là hai yếu tố này mà kết hợp lại thì phải nói rõ là hạnh phúc và hạnh phúc mỹ mãn. Kính thưa đồng đạo, đến đây chúng tôi xin kết thúc qua cái ý mà Đức Thầy dạy giữa chỗ Tào Khang chồng vợ bố kình đường phai. Thì cũng hết sức kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe, thì cũng mong rằng cái sự góp ý thêm của các vị cao minh cô độ tổ thầy. Thì đến đây chúng tôi cũng xin dứt lời, trân trọng kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.